toàn là các cái nhà cung cấp cũng như các cái nhà phân phối sản phẩm, cho nên là triển lãm khá là nhẹ nhàng và vắng vẻ hơn bình thường. Còn ngày mai mà tôi bắt đầu là cho khách người tự do vào thì rất là đông. Đây, chúng ta vào phòng của Amly Airtime Audio. Đây, rất là nhiều sản phẩm của Airtime. Amly KT88211. Đây là 211 xin của em. Ở hình bóng người ta lắp trên cái Amply này là bóng xung quanh bass van mà mình vẫn thường hay dùng, giống y nhau. Còn các cái bóng nhỏ đây là bóng của Nga. Thank you.